Sáng 25 tháng 9, báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp với các nhà tài trợ đến Bến Tre trao tặng thư viện, học bổng và quà trung thu cho học sinh hai điểm trường, Trung học cơ sở An Đức và Trung học cơ sở Tân Xuân đều đóng trên địa bàn huyện Ba Tri. Theo đó, báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp với nhà tài trợ công ty trách nhiệm hữu hạn tài chính Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC FF Credit tổ chức trao tặng thư viện cho cả hai điểm trường Trung học cơ sở An Đức và Trung học cơ sở Tân Xuân nằm trong chương trình Thắp sáng niềm tin vượt khó đến trường do báo Sài Gòn Giải Phóng đang triển khai thực hiện. Các công trình thư viện được trang bị kèm theo nhiều loại sách, máy tính để bàn, mạng Internet để giúp các em học sinh tại hai điểm trường có điều kiện tiếp cận, trau dồi kiến thức thuận lợi dễ dàng hơn. Cùng với đó, báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp với Quỹ Khuyến học Khuyến tài Nguyễn Đình Chiểu trao tặng 20 suất học bổng cho học sinh của điểm trường Trung học cơ sở An Đức có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Nhân dịp Tết Trung thu sắp tới, báo Sài Gòn Giải Phóng vận động các đơn vị tài trợ và mạnh thường quân như công ty trách nhiệm hữu hạn MQ Việt Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn MD Trường Thịnh, TH Trumil, công ty cổ phần thực phẩm Vĩnh Thành Đạt và công ty cổ phần thực phẩm GC, GC Food và bà Phạm Ngọc Dung ở quận 8 thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vui hội Trung thu tại điểm trường Trung học cơ sở An Đức để qua đó mang đến cho các em học sinh những phần quà thiết thực gồm có tập vở, bánh Trung thu, lồng đèn, trứng gà tiềm đóng gói, sữa TH Trumil, sinh tố nhà đàm đóng gói. Năm 2023, chương trình Thắp sáng niềm tin vượt khó đến trường dự kiến vận động khoảng 1,5 tỷ đồng để triển khai các hoạt động liên quan đến công tác từ thiện.